Cái vô linh của mình là của mình thơm mới nhỏ. Tên đầy đủ là Phạm Thị Hương Thơm, em đến từ thị trường Cần Thơ và là Hậu Giang, quỹ thị Hậu Giang. Công việc trước đây của em là một ngành sale sữa của bên dinh dưỡng cả nhà. Em làm được 10 năm và em rất là đam mê cái ngành dinh dưỡng, tại vì hồi lúc nhỏ em ước mơ của em là thích đi chăm sóc sức khỏe và mơ về dinh dưỡng, nên là em rất là hên là được làm ngành dinh dưỡng 10 năm. Thì đâu đó công việc tốt, thu nhập tốt, nhưng mà cái sức khỏe em không tốt, như hồi nãy chồng em có giới thiệu gì em rồi. Dạ, là em, nên đó là em nhắc đến đây thì em rất là cảm ơn một người anh của em, đó là anh Bùi Quốc Trưởng, là một người đã giúp em cải thiện được sức khỏe và được biết đến môi trường em quay. Em xin mượn đôi bàn tay của cả nhà gửi đến lời cảm ơn người anh. Dạ, hôm nay á, em rất là cảm ơn các lãnh đạo cho em được lên đây thể hiện tình yêu sản phẩm của mình. Và sản phẩm kế tiếp đó là em giới thiệu về hai sản phẩm dưỡng thể với tắm, sữa tắm. Thì em sẽ làm cái sữa tắm trước. Thích gì không? Đây là một cái sản phẩm sữa tắm GH. Và đặc biệt đó cả nhà, khi em chồng của em trải nghiệm là em thấy là rất là thích luôn. Tại vì lưng của em đó mụn lưng, sữa tắm biết bao nhiêu bên ngoài thị trường luôn, mắt có, vỉa có, ai chỉ gì cũng mua hết trơn, nhưng mà không chỉ được cái mụn lưng của em đó. Là mặc độ rất là tự ti. Từ ngày em biết đến môi trường này thì em đem cái chai sữa tắm này về cho em chồng em xài. Thì cả nhà biết không, mới chỉ qua nửa tháng thôi, nhưng mà mấy mụn lưng đó lặn nó mất tiêu trơn. Nên giờ là nhà cả nhà em rất là mê cái dòng sữa tắm này. Và em được đi học và biết trong cái sữa tắm này nó được chiết xuất từ hạt nho với nha đam với là trà xanh, nên là rất tốt cho da của mình. Và em sẽ làm một cái minh họa nho nhỏ nhỏ cả nhà. Đây em có hai cái nắp. Thì bên đây là chai sữa tắm hồi xưa nha các bạn. Ở đây em có con muối. Dạ, mọi người hết tắm luôn. Có muối. Và tự trưng cho những cái mồ hôi của mình đó cả nhà. Rồi có bạn nào mới không lên tắm với em mọi người. Chiều nữa lên ăn ơi. À được rồi. Bữa nay là chai con mua lên đạo tới con luôn mình. Rồi. Rồi. Cái sữa tắm giờ qua hát này xài tiết kiệm lắm cả nhà. Mình nó có quan tự động tự ngắt nè. Mình nhỏ là nó tự ngắt nè. Còn bên đây nè không? Bên ngoài mình xài nhỏ nhỏ một chậu. Nghĩ nè, nó mùi không? Thì tắm mùi. Không nói nó không thấy vậy á. Vậy là nó cũng tự ngắt không? Không, dưỡng thể là thôi em quay dưỡng thể cho nó nghe. Đi cho sạch. Ủa, lấy gì lấy viên đi cho nó nghe. Anh mới học rồi anh về tắm. Chị muối nó tan hết rồi, còn bên em sao càng tắm mà muối nó càng quấn cục lên. Thì bây giờ em biết từ lúc mà em thấy cái chị minh họa cho em thấy em hiểu tại sao mà lúc trước mình tắm xong rồi cơ thể của mình nó gặp bích tích luôn cả nhà. Lau xong rồi nhưng mà nhắm không sạch. Thì đây em có hai cái cốc nước là em sẽ tự nhiên cho mình tắm. Tắm quá tắm luôn. Nè, cả nhà ơi, bởi vì mình nhìn thấy gì mới biết tại sao mình tắm không vô. Sao muốn nó đâu ấy đâu.
Còn bên đây thấy không? Chân muối mặt chị thơm đem xích xuống nước cho biết cái nhà tắm xong rồi sao cái mình ấy tắm ngày ngày mới sới về được tắm sạch nãy thấy kỳ lắm luôn á, kỳ đó là kỳ luôn, kỳ luôn. Rồi bây giờ là tới em hỏi đi. Sao mê quà vậy? Sao mê quà vậy? Nhờ anh tắm cái nữa nè. Ngặt tắm cái gì? Tắm cái đi hả gì? Cái nhà đây là cái nhà nó đã nó có một chỗ một duy nhất thôi. Là cái gì thế thôi? Tắm hả? Mình tắm. Chưa còn tắm hả? Tắm. À, rồi, rồi, còn tắm. Chốt cái này cho anh nhỏ, nó nhỏ được, tắm nhẹ. Hả? Cái này tắm xong đúng không? Được chứ. Không ý luôn là tắm mà không cần xài tắm mà đúng không? Không, cái này là công nghệ sinh học, mình phải tạo có cái bông tắm mình tạo bọt được. Nhưng mà luôn nó có bọt. Có một giọt như vậy nè, nhưng là cả nhà tắm hết, cả người thân thể luôn. Tắm khô được không á, người lớn tuổi á, bà không em có đi chia sẻ bà bác có nằm nằm một chỗ đó, nên là chỉ có mua một chai này cả nhà, rồi tắm cho bà bác xong rồi lau khô lại rồi cũng gặp là sạch luôn, nhà không có bị cái lưng nó hỏng á. Mua tặng cho bạn gái được không? Có tiền rồi đúng không? Mình tắm á, tối á, nhắc tối mình tắm xong gì nè, cái mình lấy khăn mình lau mình vô ngủ luôn, khỏi tắm nước, à, đỡ cấp nước là cũng không có. Còn cái bên kia là tới cũng chuyện không? Bên kia là tắm là lau nghỉ rồi nên nó có hiệu quả.
rồi ha, em có halogen nha cả nhà, và ở đây em có lửa tượng trưng cho giống như là cái nắng mình đi hàng ngày nha, không phải bên này cái nó mớp vô đâu, nhưng mà có những thể của mình đây tuyệt vời hơn, không mớp vô. Cho nhỏ em bệnh thôi nè, không trong nắng tuyệt vời lắm. Em là lấy lửa đốt cho nó. Và cái chai này rất là rẻ luôn cả nhà, nó chỉ giá nếu mình nhận khối mua chỉ giá có 215.000 thôi, mà nó tới 400 ml. Ủa cái này 250 cái chai này 215.000. 250 mà 400 ml cả nhà ơi, trời xài biết chừng nào hết. 20/10 về tặng cho vợ bộ này. 20/10 nè, ai mà có vợ thì mua tặng vợ, ai có ghệ mua tặng ghệ. Cao tuyệt vời luôn. Rồi em cảm ơn các anh đạo với cả nhà nha, em chia sẻ cảm ơn rất là nhiều. Và tiếp sau đây thì chúng ta là gì, nãy giờ là đánh răng người ngủ rồi thức dậy nè, thức dậy bắt đầu là rửa chén giặt đồ rồi cả nhà ơi. Sau đây em xin mời bạn một bé Mai xinh đẹp lên minh họa cho chúng ta thấy những cái dòng cảm xúc.